Dạ xin được kính chào quý vị cùng quay trở lại với kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Hôm nay là một buổi sáng cũng khá là oi bức thôi quý vị, tầm 9 giờ rưỡi 10 giờ kém thôi. Nhưng mà thời tiết phải nói rất là nóng nực luôn, phải 32 33 độ C. Và em đang ngồi ở khu vực phía bắc của thành phố Nha Trang, và đây là cái con đường Nguyễn Xiển thôi quý vị. Và sau lưng của em là quý vị thấy một cái cây trụ này, bên này một trụ và bên kia một trụ. Ở đây là sư đoàn Bạch Mã của Đại Hàn đóng quân ngày xưa tại vị trí này, và từ năm xưa thì người ta gọi đây là khu vực ngã ba Đại Hàn, cho đến tận hôm nay luôn vẫn gọi là ngã ba Đại Hàn thưa quý vị. Mặc dù là vật đổi sao dời, nhiều thứ nó thay đổi rất là nhiều, nhưng mà trong lòng những người dân Nha Trang từ xưa cho tới nay vẫn quen truyền miệng với những cái tên gọi hết sức là thân thương. Và hôm nay em đến đây để tham quan lại cái lô cốt nằm ở phía sau đây thưa quý vị. Một cái lô cốt rất là chắc chắn và hiện nay thì bỏ không rồi, nhưng mà vẫn muốn để quý vị xem lại những hình ảnh của ngày xưa để mà coi thử có một chút gì đó còn động lại của một Nha Trang ngày xưa hay không. Hôm nay là em đang ngồi chung với lại một cái cô bán bánh mì. Chào cô. Dạ, rất vui được gặp cô ha cô. Chào cô. Con hỏi là cô sinh sống ở đây lâu chưa cô ạ? Cũng gần chục năm rồi cô. Bán đây cũng được 7-8 năm rồi đó. Vậy trước kia cô ở đâu cô ạ? Trước nhà cô bên Nha Trang á. Là chỗ đường nào? Chỗ ở công ty vệ sinh á. Là chỗ bên chỗ đường Hàng Tư đúng không? À đúng rồi, đường Hàng Tư. Hồi xưa là quốc lộ 1 Bắc á. À đúng rồi. Cô sinh ra và lớn lên ở Nha Trang luôn không? Không có, cô làm dâu thôi chứ nhà cô ở trong phía Long Khánh cơ. À Long Khánh, Đồng Nai. À trong đó cơ. Dạ. Vậy không biết là gia đình cô cũng thuộc là những người bắt di cư năm tư vậy đây cô ha? Đúng rồi. Dạ. Năm tư đúng rồi, con nói đúng. Vậy quê gốc cô ở đâu cô ạ? À? Ở Quảng Ninh. Quảng Ninh. À. Dạ. Cụ ông cụ bà hiện nay còn không cô? Còn cụ bà, còn cụ ông mất. Dạ. Chúc cụ bà luôn luôn được nhiều sức khỏe cô ạ. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Cô bán ở đây thì cô có nghe nhiều về người ta kể về cái sư đoàn Bạch Mã ở đây không cô? Không, con không có nghe đâu. Dạ. Chắc có mấy ông thì nghe, còn cô thì không nghe. À, vậy cho con hỏi thăm, cô bán ở đây là bánh mì hay quay á. À. Thì theo con thấy là những người khổ thì mới mở ra buôn bán dọc đường nắng non. Con cái bánh mì hay quay này không biết là nhà mình có điều kiện hơn những người ta không? Thì nhà cô cũng bình thường mà thôi, thì cũng không có điều kiện mới đi bán chứ. Nếu có điều kiện thì ở nhà đi bán thì cho nắng con. Dạ. Bây giờ cô cũng lớn tuổi rồi, thôi giờ đi làm mướn cũng được, thôi giờ ra bánh mì. Dạ. Sống rồi thôi. Chứ cũng... cũng đến nổi. Dạ cảm ơn cô. Có nghe cô kể là thời gian gần đây có nhiều cái ông khách Đại Hàn hay là khách Trung Quốc cũng hay ghé tới đây để mà tham quan lô cốt này không cô? Đúng rồi, Trung Quốc á. Cô thấy mấy ông lại mấy ông hay hay chụp hình ở đây đó. À. Giăng cái băng rôn lên xong chụp, đứng một đám chụp xong rồi đi. À, mình có hiểu mình có hiểu cái nội dung chữ Trung Quốc đó không? Không, sao mình hiểu được. À, cái này là ngã ba Hồng Dung. Hồng Dung. À. Đây là Hồng Dung. À, Hồng Dung là phía dưới kia. Dưới kia. Còn đây là tàu rửa ở đây thôi. Cái này người ta gọi là chữ lô cốt Đại Hàn đó. Lô cốt Đại Hàn đó. À. Dạ dạ. À, hôm nay thì con đến đây cũng như là có duyên gặp cô ha. À. Con được xin phép cô nha. Con đại diện chị Wendy Phạm ở bên Mỹ đó, tặng cho cô là 100.000 đồng. Tại vì ai buôn bán ngoài đường chịu nắng chịu mưa rồi cũng khó khăn vất vả. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi vậy cô cũng cảm ơn con. Mấy cảm ơn con gì? Dạ cô Wendy Phạm. À Wendy Phạm bên bên Mỹ á con. Dạ dạ. Cô cảm ơn rất nhiều. Dạ chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi. À, cái chỗ đây là mình vẫn đi vô tham quan được bình thường đúng không? Được mà. Dạ. Được. Dạ rồi cảm ơn cô. Chào cô nghe. Để rồi. Con đi một vòng ở trong đây. Rồi. Đấy con đi vô nha. Kính thưa quý vị, phía sau lưng em là nghĩa trang Hồng Dung, dành cho những người liệt sĩ của bên quân đội nhân dân Việt Nam. Còn góc sau lưng của em đang đứng đây là cái lô cốt và hai cái trụ đây rất là bự luôn, từ xưa còn sót lại. Ở đây gọi là sư đoàn Bạch Mã, họ đóng quân vị trí này của ngày xưa, có một cái lô cốt rộng lắm. Và không biết phía sau kia có một cái đường ray xe lửa bắt ngang qua. Nãy giờ còi báo 3-4 lần rồi, không biết có tàu chạy qua nữa hay không. Dạ cảm ơn cô. Kính thưa quý vị, bây giờ thì em sẽ đưa quý vị đi tham quan cái lô cốt này. Lô cốt đây thưa quý vị. Lô cốt của Đại Hàn ngày xưa. Và em thấy mọi thứ nó
rất là kiên cố, rất là dày luôn. Sư đoàn Bạch Mã ngày xưa đóng quân tại nơi này, và đây có thể như là một cái nơi để mà trấn thủ. Bây giờ em sẽ mời quý vị đi tham quan bên trong. Xung quanh đây họ dán những cái bảng quảng cáo cho thuê phòng trọ, tại vì ở đây cũng là một cái khu sinh viên của ngôi trường cao đẳng mẫu giáo Trung ương 2-3. Xung quanh đây cây cối bụi rậm nhiều lắm quý vị. Em sẽ đi một vòng bên ngoài trước để quý vị cùng quan sát. Đây là cái mái nè, 30, dày 30 luôn thưa quý vị. Cái này cũng vậy luôn, cái này 40, 30. Tường dày 30 và hoàn toàn bằng bê tông, rất là kiên cố. Này là ở bên trong. Bây giờ đây mọi thứ bỏ không cũng rất là lâu năm rồi, tính đến bây giờ cũng là 49 năm thưa quý vị. Thật sự đứng trong đây cũng mát lắm, nhiệt độ khác hẳn so với đứng bên ngoài. Ngày xưa thì hầu như xây bằng vôi, nhưng mà ở đây chắc là bằng xi măng và bê tông, có cốt sắt. Sắt này là rất là quen thuộc luôn thưa quý vị, sắt hình chữ chữ U chữ V gì đây nè. Mấy cây sắt này với lại những cái tấm sắt lỗ đó là những kim loại của ngày xưa để xây dựng. Xung quanh đây màn nhện đóng rất là nhiều, tại vì bỏ hoang cũng lâu năm rồi. Chỗ đây thì chắc cũng là cái chỗ tá túc của mấy anh em buổi tối mà cơ nhở lang thang, cũng không có được hợp vệ sinh lắm đâu thưa quý vị. Còn đây là mấy cái lỗ để ở trong nhìn ra. Đây tường dày lắm, ở đây phải 40 một gan nè, 45 độ dày, ở đây phải 45-50 lần. Đây là lô cốt của đại hàng sư đoàn Bạch Mã thưa quý vị. Cái thanh sắt mà góc này thì vẫn còn nguyên vẹn hơn. Phía bên kia chắc là giáp với núi rồi. Sau khi quân Mỹ cũng như là quân Đại Hàn rút về nước năm 70 mấy đó quý vị, thì đến bây giờ ở đây vẫn còn gọi là khu vực ngã ba Đại Hàn. Hôm nay em bắt đầu từ đường Nguyễn Xiển, hướng bên đây là đi về phía bên đường quốc lộ 1. Đi ra tới nơi thì rẽ trái là ra hướng đèo Rù Rì, còn rẽ phải là đi hướng trung tâm Nha Trang. Còn góc bên này là đi đến chỗ đường Cải Lộ Tuyến,
từ hướng Đèo Rù Rì đi về Diên Khánh. Ở đây thì đi tới một đoạn thôi là có một cái hội quán của người Hoa, cái nhà thờ tổ Phúc Kiến đó quý vị. Bên kia cũng là một cái trụ, bên đây cũng một cái trụ. Cái trụ này thì em thấy rất là giống với lại cái trụ ở dưới trục. Hôm nay em bắt đầu video từ ở đoạn này, rồi sau đó em sẽ đi một vòng ở khu vực phía bắc của thành phố Nha Trang, đi tìm những cô chú và nhắm đến những người lớn tuổi thôi, bán vé số, ve chai, mưu sinh vất vả, để thay mặt chị Wendy Phạm ở bên Mỹ tặng mỗi người là 200.000 đồng để giúp bà con có thể một cái niềm vui nho nhỏ nào đó trong cuộc sống, để bà con biết rằng còn rất nhiều những người ở hải ngoại quan tâm đến bà con, và xin hồi hướng những cái công đức này đến với lại cụ bà là mẹ thân sinh của chị Wendy Phạm. Chúc bà luôn luôn được nhiều sức khỏe, bình an và vạn thọ vô cương. Dạ kính thưa quý vị, cô bán bánh mì đây ngỏ ý muốn tặng em một ổ bánh mì heo quay. Đây là bánh mì heo quay thưa quý vị, heo quay là nhà cô tự quay luôn ha, tự làm hả? Và cô có nói là bán hết cái số bánh mì này thì cô sẽ về nhà. Thường thường là một ngày mấy giờ cô mới về nhà? Thường là cũng bữa là 11 giờ mấy, bữa thì 10 giờ mấy. Nhưng bữa nay là bán ế hay là bán được? Ế, bán ế đúng không? Cô coi thử còn mấy ổ cô mua hết luôn. Thế làm gì? Con đi con tặng lại cho mấy người bán vé số thôi. Cô cứ làm cho con đi. Dạ. Lắm mì heo quay luôn. Dạ, dạ, mì heo quay luôn. Rồi cô làm đi, rồi cô về sớm nha. Rồi, cảm ơn con nhiều. Dạ, giờ cũng 10 giờ rồi. Cũng cả 1 giờ đó. Đây heo quay da giòn rụm luôn. Trời ơi, sướng quá, có con mua dùng hết sướng quá. Trời. Bánh mì này là 20 ngàn ổ hả con ha? À đúng rồi. Dạ. Thôi giờ con mua hết, cô tính con 15 ngàn ổ thôi. Thôi lỗ cô cứ tính bình thường đi. Dạ. Cái này là chị Wendy Phạm mua ha? À, vậy dạ. Là sướng hơn mọi bữa ha? À, về sớm hơn mọi bữa con. Trời. Cái này chị Wendy hết. Cũng muốn giúp đỡ bà con thôi. Cho nên là cô cứ bán giá bình thường đi. Đây kính thưa quý vị, bánh mì Nha Trang luôn luôn là một cái loại bánh mì gì đó mà nó rất là làm ngất ngây lòng người khi các du khách cũng như là những người ở đâu đó của Việt Nam đến với Nha Trang, khi mà ăn bánh mì Nha Trang rồi đó là cũng muốn ăn hoài thôi, và thậm chí họ nhận định là rất là ngon hơn bánh mì địa phương của họ. Bữa nay là về sớm rồi đó. Bán hết được, bán hết thì mới có lời con à. Bán hết mới có lời ha. Đúng rồi, bán hết không có lời đâu con. Con nói thì em. Dạ dạ. Cái này có mắm ngọt hay sao đó con? Có mắm ngọt. Bây giờ là con có cho mắm ngọt không? Tùy cô, cô muốn bà con thường ăn sao cô làm y vậy đi. À, cho rồi, nó tiện. Rồi. Sẵn chút nữa cũng buổi trưa rồi, mời bà con ăn trưa luôn. Mừng quá. Dạ. Kính thưa chị Wendy Phạm, vừa rồi thì em có nhận từ chị là 300 đô la Mỹ. 100 đô thì em đã gửi đến bánh mì không đồng ở Mã Vòng để tặng đến những bà con khó khăn vào buổi sáng. Còn 200 đô thì em quy đổi ra thành 5 triệu lẻ mấy chục ngàn đó, để đi tặng lại những người vé số, vé chai. Và bây giờ thì em bắt đầu thực hiện video đầu tiên. Nhìn rộng rộng rồi ha, thơm quá ha. Thế là con được lên truyền hình đúng không? Dạ. Yeah. chết rồi. Ô, chắc cô bên Công giáo ha? Cô bên Công giáo đúng rồi. Dạ, tại vì những người Bắc Nam Tư là hầu hết là họ di cư về Công giáo thôi. Đúng rồi, Công giáo. Dạ đây kính thưa quý vị, cận cảnh lại cái chỗ lô cốt này để quý vị cùng theo dõi. Và cái trụ này cũng rất là chắc chắn, sừng sững ở đây cũng nửa thế kỷ rồi. Của con hết nhiều ổ đó cô? 9 ổ con. 9 ổ ha? Ổ này cô tặng cho con. Ổ đó tặng con ha, dạ. Rồi móc lên xe giùm con, luôn móc bên kia đi cô. Cảm ơn cô nghe. Thôi mừng quá, đây về sớm, nay cháu ủng hộ là về sớm.
Dạ rồi, con cảm ơn cô, con gửi tiền. Rồi, số lại con 20 ha. Dạ. Con chào con nha, chúc con nhiều sức khỏe luôn nha. Chúc gia đình nữa. Bình an, hạnh phúc. Con có con 20. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ rồi, chào. Rồi, chào con nha. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, kính thưa quý vị, bây giờ thì em sẽ đi ngược về lại trung tâm của thành phố Nha Trang. Và trên đường đi có bắt gặp những cô chú vé số, vé chai nào thì em sẽ mời một bộ bánh mì kèm với lại 200.000 đồng từ chị Wendy Phạm. Đây là một con dốc thưa quý vị. Chắc hẳn đây cũng là một cái con đường rất là quen thuộc đối với nhiều bà con Nha Trang quê mình. Ở đây thì đi thẳng ra sẽ bắt gặp được một cái khu vực gọi là bến xe phía Bắc của Nha Trang. Và bến xe này là được di dời từ bến xe Ninh Hòa, bến xe chỗ đường Sinh Trung và đường quốc lộ 1 Bắc chuyển về nơi đây. Cho mình mời em trai này một ổ bánh mì nha. Này, rồi cho phép mời em trai đây nè, một ổ bánh mì còn nữa với chưa. Rồi cho phép mình nói thêm ha, chị Wendy Phạm ở bên Mỹ đó tặng thêm cho em trai đó 200.000 đồng nha. Chúc em trai nhiều sức khỏe. Rồi vừa rồi là một hoàn cảnh đi bán dạo, không phải là người Nha Trang, cũng không phải là người vùng lân cận ở nơi đây thưa quý vị. Họ từ Thanh Hóa di chuyển về đây để mà mưu sinh. Trong đó là có rất nhiều những hoàn cảnh mà bị kém phát triển về trí tuệ đó quý vị. Thương lắm. Và ở đây cũng là một cái vị trí cộng đồng của người Hoa. Ở đây là người gốc Quảng Đông, là Tuệ Nghĩa Mộ Viên, nằm bên cạnh khu vực bến xe phía Bắc. Theo cái con đường 2 tháng 4, ngày xưa là đường quốc lộ 1 Bắc này quý vị. Từ đây về với trung tâm thành phố Nha Trang cũng rất là dài, đến hàng cây số lận. Nhưng mà sẽ bắt gặp được nhiều người lao động, học sinh. Đằng đây là gần với lại chợ Vĩnh Hải. Em chào anh. Bữa giờ bán được không? Dạ, ế lắm ha. Mới bán lại thôi. Em xin phép mời anh một ổ bánh mì heo quay để ăn trưa nha. Dạ, cảm ơn anh. Chưa đâu, còn nữa ha. Xin phép được tặng anh 200 ngàn dạ. Từ chị Wendy Phạm. Chúc anh nhiều sức khỏe nha, bình an nha. Dạ. Sáng giờ bán được nhiều chưa? Dạ, bán được mấy chục tờ anh à. Mấy chục tờ rồi ha, cố gắng nha. Trời nắng quá, có gì mà đứng sát sát vô mát đi. Dạ, bà con thấy thì bà con mua thôi, chứ không nhất thiết phải đứng ngoài nắng đâu nha. Cảm ơn anh. Rồi, xin chào nha. Đây là chỗ chợ Vĩnh Hải nè quý vị, góc ngã ba. Đường đây là đường Nguyễn Khuyến. Ở đây đèn đỏ được rẽ phải để em dạo một vòng qua chợ xem sao. Ở chợ thì cũng tập trung nhiều người bán vé số lắm. Có cái anh ve chai mà anh vẫn còn khỏe mạnh, còn lực lưỡng lắm quý vị, nên hẹn ảnh duyên khác.
Cô ơi, cô ơi, con hỏi thăm cô với cô, sáng giờ bán được nhiều chưa? Em giờ bán mấy chục tờ, cũng được 100 tờ. Được 100 tờ rồi, wow, chúc mừng nha. Dạ. Rồi cô ơi, đây nè, cô mời cô ổn bánh mì heo quay. Dạ. Ăn trưa nha. Dạ, rồi, cảm ơn nha. Rồi, chưa đâu, còn nữa. À, hôm nay là có cái chương trình dành tặng đến những người vé số mà có tuổi á. Xin phép được thay mặt chị Wendy Phạm bên Mỹ tặng cô thêm 200 ngàn đồng nữa nha. Dạ, rồi, cảm ơn. Chúc nhiều sức khỏe nha, bình an nha. Dạ. Đó, có không chị, có không? Dòng chợ luôn hay dòng chỗ nào? À, dạ. Cái này chỉ ưu tiên dành cho những người có tuổi thôi. Dạ. Dạ. Rồi chúc bà con mình nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ dạ. Kính thưa quý vị, kính thưa chị Wendy, một người vé số mà có tuổi khi mà họ nhận được một phần ăn kèm theo một số tịnh tài thì họ rất là mừng luôn thưa quý vị. Cô hồi nãy nhận mà run luôn, mặc dù là cô không nói nên lời, nhưng mà trong cái ánh mắt của cô thì em có quan sát được. Cái này là vọt mặt sau của ngôi chợ Vĩnh Hải. Và chợ này thì em cũng đã ghi hình nhiều lần rồi, lúc nào cũng đông đúc náo nhiệt hết. Cái này là hữu duyên thôi thưa quý vị. Ở đây có mấy anh em bên lực lượng chức năng đang ở đây, cho nên bà con không có bán dọc đường như hồi trước nữa. Phản động lợi dụng du lịch để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nay chợ Vĩnh Hải rất là ngăn nắp và nền nếp, không có còn cái tình trạng bị tắc đường. Mấy cô bán rau đây cũng khổ, nhưng mà giờ không còn chương trình dành tặng cho bán rau nữa. Để em quay lại cái chỗ hồi nãy coi thử mấy chị đây thấy cái chú bán vé số hay không. Nếu không có thì em xin phép được đi tiếp. Thấy chú vé số đó chưa mấy chị? Vậy thôi chắc không có duyên với chú đó rồi, để em đi tiếp ha. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn mấy chị. Dạ kính thưa quý vị, vòng vòng ở khu vực phía Bắc thì chỉ gặp được hai hoàn cảnh mà thôi. Còn lại thì những người cũng trẻ tuổi và có thể làm ăn được thưa quý vị. Em đi về hướng đường Võ Chứ, đường Nguyễn Trãi của ngày xưa, để mà đến với lại chợ Sớm Mới để tìm thử xem có nhiều cô chú khó khăn ở đây hay không. Chợ Sớm Mới hôm nay cũng khá là vắng luôn thưa quý vị. Đây là chị bán rau, một hoàn cảnh cũng quen thuộc lắm. Em
đang rẽ qua đường Trần Nguyên Hãn đến với lại khu Bàn Cờ. Mấy góc này mấy lần đi tìm những người khuyết tật vé số thì chưa có duyên gặp hay sao á. Ở đây có hai chiếc xe nè, mà không biết của ai đây. Trong đây cũng là một cái hoàn cảnh khổ lắm quý vị. Chú ơi, chào cô, chưa đi bán à cô? Ủa bác Sơn Phước Bình đúng không? Dạ rồi con tặng bác 200 ngàn. Cái này là của chị Wendy Phạm ở bên Mỹ ha bác ha. Dạ, vậy là nhà bác ở đây. Dạ dạ, nhà mình có cái gì ăn không? Đó, trưa nay có nấu gì ăn không? Không, trưa nay ăn mì gói. Rồi con mời hai bác hai ổ mì nha. Dạ. Dạ. Để con lấy hai ổ mì mời bác. Dạ. Đây con thôi. Một hay hai? Thôi hai được. Dạ rồi, con mời bác hai ổ mì nha. Bánh mì heo quay nha. Dạ. Dạ. Dạ rồi, chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cô bị gút hay bị gì sưng dữ vậy? Bị gút á, bị gút. Bị gút ha. Dạ. Thôi giữ sức khỏe nha. Dạ rồi con xin phép. Rồi cảm ơn chú nha. Dạ dạ. Kính thưa quý vị, cái bác này là Thương Thái Bình đó. Chợ xe mới này còn một người chị nữa, nhìn tội lắm, nhưng mà không biết đang ở ngõ nào. Để em qua hướng đường Ngô Đức Kế xem sao. Này là được Bạch Đằng. Đây là đường Ngô Đức Kế, hướng đi về lại chợ Sắm Mới. Chị đây nữa nè, chị đây cũng khổ lắm luôn. Chị ơi, chị, bên đây nè, Dạ dạ. Quay hoài à. Dạ cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô nghe. Quay đây. Chị đây là có rất có duyên với em luôn nè. Rồi em tặng chị ổ bánh mì heo quay. Dạ. Bữa chị thấy TV. Tặng chị ổ bánh mì heo quay với 200 ngàn nha. Chúc nhiều sức khỏe nha, cố gắng lo cho cháu nha. Cảm ơn. Dạ. Dạ cô, cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn nhiều. Không có gì, thay mặt chị Wendy Phạm chúc chị nhiều sức khỏe nha. Thương lắm, đi nghe thanh cồng ngã hẻm nào cũng có mặt hết á. Rồi thương chưa? Mới vô chưa đi bán số này nè, để cho 1 triệu. Thương cảm rồi chị. Sao ngoài à. Rồi chúc sức khỏe nha, ráng cố gắng nha. Riêng hoàn cảnh của chị đây là rất là đặc biệt luôn, con út bị cái này tội lắm. Con cảm ơn cô nghe cô. Đúng rồi, dạ cố gắng nha. Dạ rồi xin chào.
chị vừa rồi phải nói là thật sự tận cùng của cái khổ luôn thôi quý vị. Có đến 3-4 người con đó, cái con mà con út của chị là ngồi trên cái xe đẩy, xe nôi hồi nãy đó. Sau khi mà sinh cháu ra thì bị bệnh và não uống thủy, chồng thì thấy gì cũng bỏ đi luôn rồi, chịu khổ không nổi. Anh ơi, cho em hỏi thăm với, sáng giờ anh bán được nhiều chưa? Bán chậm lắm à. Anh bị khuyết tật này là bẩm sinh luôn á anh. Tặng cho anh ổn mì nè. Rồi tặng cho anh ổn mì heo quay nha. Chưa còn nữa. Thay mặt chị Wendy Phạm ở bên Mỹ nha. Tặng anh xem 200.000. Rồi em cảm ơn nha, cảm ơn chị. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn anh. Dạ rồi rồi, chào anh nha. Dạ không có gì. Cái này chị thông cảm, cái này em dành cho người già hoặc là người bị khuyết tật ha. Rồi chúc chị buôn may bán đắt nha. Đoạn này là đường Huỳnh Thúc Kháng giao với lại đường Nguyễn Hoàng ngày xưa, giờ là ngôi gia tự. Máy này là đang đào đường để mà lắp đặt ống cống. Bây giờ thì lắp đặt xong rồi, chuẩn bị trả lại hiện trạng và đổ nhựa đường lại. Cô ơi, cô con hỏi thăm cô với cô. Rồi cô đứng yên đó đi, cô đứng yên đó đi. Lượm gì cha, sáng giờ lượm được nhiều không? Cô có gì ăn buổi trưa chưa? Chưa ha. Con tặng con ổ bánh mì heo quay. Dạ còn nữa chưa nha. Thay mặt chị Wendy Phạm ở bên Mỹ á, tặng cho cô thêm 200.000 đồng. Chúc cô nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Cô cũng cảm ơn người bên đó nha. Dạ rồi. Dạ. Rồi chào cô nghe. Rồi con chào bác. Bác này nhiêu tuổi rồi ạ? 75. 75 tuổi, ngày xưa có đi lính không? Có. Đi lính bên chế độ cũ ha? Là mình đi bên binh chủng nào? Binh chủng sư đoàn 23. Sư đoàn 23. Mình rồi sau khi tháng 4 là mình cũng đành lặng trở về hay là có bị thương ở đâu không? Có. Coi như thử bị bắt sau trao trả. Đúng rồi. Dạ. Thôi con thấy bác cũng có tuổi, con tặng bác 200.000 đồng. Với lại tặng bác thêm ổn mì nè, bánh mì heo quay nha. Dạ không có gì. Thay mặt chị Wendy Phạm chúc bác nhiều sức khỏe, bình an. Dạ dạ. Cái này anh thông cảm, em dành tặng cho những người có tuổi thôi ha. Nè tuổi anh 70 rồi chứ ít à. Nè coi cái tên 70 chứ nhỏ đâu. Nè. Dạ sinh năm 70 được dạ. Dạ con chào thầy. Rồi em mời anh. Em hết bánh mì rồi nhưng mà anh bán với số bị khuyết tật á. Dạ. Em xin phép được thay mặt chị Wendy Phạm. Dạ. Tặng anh 200.000 nha. Chúc rồi. Anh nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Dạ rồi. Rồi. Dạ rồi chào anh. Dạ, dạ. Dạ anh làm việc ha. Dạ. Ở đây em rất là quý những người có tuổi với lại những người mà bị khuyết tật đó quý vị. Nhưng mà họ vẫn đi làm, vẫn mưu sinh, vẫn cố gắng. Ngoài ra thì trong số những người mà vé số hoặc là vé chai, nhiều khi họ chỉ ngồi một chỗ thôi. Cái đó thì em không có hướng tới những cái bà con như vậy. Cho nên mong bà con thông cảm và chờ duyên sau. Ở đây thì hôm nay em cố gắng tìm cho bằng được cái chị bị khuyết tật hai cái chân đó, chỉ có lết thôi, không có đi được. Đường đây là đường Trần Bình Trọng, Nguyễn Tường Tam. Những cái việc làm trong ngày hôm nay khi dành tặng đến những người lao động, những người vất vả mưu sinh, vé số, vé chai,
có tuổi và xin được hồi hướng công đức đến với lại cụ bà là mẹ thân sinh của chị Wendy Phạm. Cụ bà năm nay cũng đã ngoài 80 và sức khỏe cũng đang yếu rồi, cho nên mong cho bà luôn luôn được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và vạn thọ vô cương. Nhiều khi sống ở đời chỉ cầu mong được sức khỏe, bình an là đã đủ lắm rồi thưa quý vị. Và chị Wendy Phạm cũng mong muốn điều này đến với lại gia đình và mong muốn điều này đến với lại toàn thể những bà con lao động vất vả mưu sinh, những bà con khó khăn. Đây là chợ Sớm Mới. Chợ Sớm Mới cũng là một cái chợ nổi tiếng và đông đúc ở Nha Trang. Qua đây rồi hả cô, nhanh quá ha. Dạ, tranh thủ nghỉ ngơi xíu được cô. Dạ, nắng quá nắng luôn. Cái người chị đây tìm không ra luôn. Ghé qua đường Đống Đa. Kính thưa quý vị, hôm nay rất là vui khi được đại diện chị Wendy Phạm để dành tặng những món quà yêu thương đến với bà con nơi quê nhà, và đã tặng được đến khá nhiều người, kèm theo đó là mua hết bánh mì của một người cô ở bên khu vực ngã ba Đại Hàng, và giúp đỡ được đến một số người nơi đây thì hồi hướng công đức lại đến với là cụ bà mẹ thân sinh của chị Wendy Phạm. Kính chúc toàn thể quý vị luôn luôn được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Và chắc là cái chị bị khuyết tật kia thì em sẽ cố gắng tìm trong clip sau và sẽ tiếp tục thay chị Wendy Phạm dành tặng đến những bà con, có thể là vào ban đêm. Thưa quý vị, ban đêm cũng rất là nhiều người khó khăn cần giúp đỡ. Đến đây thì xin được kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt ạ. Trân trọng.